Lotus chính thức sản xuất dòng xe cổ điển cuối cùng trước khi xuất hiện mẫu xe chạy bằng khí đốt cuối cùng. Kể từ năm 1996, nhà máy khiêm tốn của Lotus ở Hethel, Anh đã liên tục sản xuất những chiếc xe thể thao cỡ nhỏ với tốc độ hoàn toàn riêng. Nó bắt đầu với mô hình Elite vào giữa những năm 1990. Tiếp theo là Exige vào năm 2000 và Evora vào năm 2009, đóng vai trò là mô hình duy nhất bạn có thể mua hợp pháp tại tiểu bang trong những năm gần đây. Trên đường đi, nhà máy Hethel của tập đoàn cũng đóng một vai trò trong ý tưởng Tesla Roadster được thảo luận nhiều. Các phiên bản mới hơn đã ra đời trong những năm qua, nhưng tính đến tuần trước, cả ba đều đã chính thức kết thúc. Trên thực tế, những vận động viên thể thao chạy dài đã được phát giấy đi bộ vào đầu năm nay, điều mà chúng tôi đã nói với bạn vào tháng riêng, mặc dù việc sản xuất vẫn tiếp tục cho đến nay, tồn tại lâu hơn hầu hết những gì họ sẽ ghi nhận. Bộ ba Lotus vẫn là một lựa chọn độc đáo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe thể thao lấy người lái làm trung tâm mà họ có thể sẽ không tìm thấy họ đang đỗ bên cạnh tại cửa hàng Starbucks. Trong khoảng thời gian đó, nhà máy nhỏ chỉ sản xuất 51.738 phiên bản cùng với 10.000 chiếc xe khác được sản xuất trong quan hệ đối tác với các nhà sản xuất khác. Ba chiếc cuối cùng từ thế giới cũ sẽ không được cung cấp cho người mua mà thay vào đó được cất giấu trong bộ sưu tập riêng của nhà sản xuất ô tô. Chúng bao gồm một chiếc Elise Sport 240 Final Edition khoác lên mình màu vàng, một chiếc Cup 430 Final Edition Exige với màu xanh lục Racing và một chiếc GT 430 Evora màu xám kim loại. Với ba chiếc xe hiện đã ngừng hoạt động, Lotus có mục đích tái cấu hình hoạt động sản xuất của mình để tập trung vào Emira, một chiếc xe mà chúng ta đã nói đến vào mùa hè. Sẽ đóng vai trò là chiếc Lotus chạy bằng khí cuối cùng từ trước đến nay. Hướng đến đối tượng lớn hơn, mẫu xe mới hứa hẹn sẽ duy trì khả năng xử lý huyền thoại và yếu tố thú vị vốn có của Lotus. Đồng thời bao gồm nội thất rộng rãi hơn, tiện nghi được cải thiện và giao diện hoàn thiện hơn bên trong. Sức mạnh cho sản phẩm hoàn toàn mới ban đầu sẽ dựa vào Toyota 3,5 lít V6 nằm ở giữa trong Evora và nó sẽ đi kèm với tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Giảm một chút mã lực do các quy định nghiêm ngặt hơn về khí thải sẽ quay trở lại mức công suất 400, vẫn là quá đủ để đưa chiếc xe 2 chỗ hạng nhẹ vào tốc độ thời gian tù. Khi mùa hè năm 2022 gần đến, dự kiến động cơ i4 tăng áp 2.0 lít do AMG chế tạo sẽ xuất hiện. Mặc dù công suất tối đa thấp hơn Toyota khoảng 40 ngựa, nhưng bao bì nhỏ hơn của nó giúp tiết kiệm hơn 100 pound, một thành tựu lớn đối với một gói hàng vốn đã nhẹ và DCT 8 tốc độ dự kiến của nó nhanh hơn nhiều so với bản. Lịch trình kêu gọi việc sản xuất của Emira sẽ được tiến hành vào mùa xuân và cuối cùng là chuyển sang khách hàng Hoa Kỳ, với giá đề xuất niêm yết ở mức khoảng $80,000. Thấp hơn so với Evora đã ngừng sản xuất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.